chắc giấc sáng thì giấc trưa thì đã thích đi chơi, coi chiếc chiếc xe Jeep á, thấy giống như đồ ve chai vậy thôi, nhưng mà thật sự là cái xe đó cũng khá là đẹp á. Tổng quan thì trước năm 1975 đến nay ok, thấy vậy cũng được. Vì là hay Jeep đó, để chơi để độ được thì phải chấp nhận thôi. Đó, hy vọng là Alex sẽ mua được rồi chia sẻ anh em mọi người coi. Trong cái lúc mà Alex nói thì cũng đã chia sẻ hết rồi đó. Lúc rồi coi đó thì nói chơi nói đường mua nẻo thôi. Mọi người coi thấy hay nhớ đăng ký kênh nha. Cảnh ở Gạch Giá, Kiên Giang. Mọi người thấy Gạch Giá, Kiên Giang nè, Kiên Giang. Phía xa xa là những con tàu Jeep. Ôi, sao mà nhìn nó ghê quá vậy? Quá ghê. Trời ơi. Trước năm 1975 lốp xẹp hết rồi. Ôi buồn quá trời quá đất luôn. Cái này không biết cái gì luôn ta. Gì luôn á. Nắp capo, mở cái nắp capo lên kìa, cái máy này. Hai cầu. Cầu kiết rồi là so rồi này kia đá thiệt cái. Cầu nó vô trong cái bánh luôn rồi. Ồ, thì con này gầm bệ nó không thấy mục luôn á. Không mục. Xe Jeep này của Mỹ tốt thiệt. For official you only. Mở ra sao? Cabo nó mục hết rồi. Hú, còn hú đèn. Cái này tha hồ độ chế. Máy V2 emission 14 gì đó không biết luôn. Máy xăng không biết luôn, biết cái này là cái gì. Cái này là cái gì thôi, nó còn nổ không anh? Chết từ hồi đó đến giờ luôn à. Nó mục hết.
khét nước kết nước gầm bởi cầu chứ. Bên kia nhớt nhớ rồi. Ơi trời đất ơi. Má ơi đừng bỏ con xa. Không có gì để coi hết ngoài cục sắt vụn. Cái này còn lái được không? Thôi về thôi. Về thôi.